Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Các bạn có thể thấy được quang cảnh của chúng tôi. Tôi đang đứng trước rất là nhiều đơn hàng máy cắt cỏ. Các bạn có thể thấy được sau khi chúng tôi ra mắt cái sản phẩm 543 thì cái sức hút của nó cực kỳ lớn. Dòng này nó có quá nhiều ưu điểm và nó là chất lượng rất tốt trong tầm giá. Chính vì vậy khách hàng ở các tỉnh chọn lựa rất là nhiều. Rồi mẫu này thì mình đã có video này. Thứ nhất là bóc máy ra này, so sánh máy với cả những chiếc máy hút 541 giá gần gấp đôi. Và các bạn có thể đánh giá được cái chất máy của Reload 543 nó phải 8 trên 10 so với cả Husqvarna Seat. Đây là những đơn hàng buổi chiều của chúng tôi. Có những cái đơn hàng buổi sáng thì Viettel Post và Vi và gì chuyển phát nhanh là gì ạ? Hả? Và ra hàng tiết kiệm buổi trưa rồi. Còn đây là những cái đơn buổi chiều anh em đang đóng hàng và chuyển đi. Các bạn có thể thấy được mỗi máy thì bên mình đang có chương trình từ mùng 9 đến 19. Từ mùng 9 đến 19, mỗi máy Reload 543 bên mình tặng cho các bạn một cuộn cước Reload trong suốt. Rất ok đúng không? Chính vì vậy các bạn đang cố gắng tranh thủ chốt ở thời điểm này. Ở những cái đơn hàng này bên mình chuyển chủ yếu vào Tây Nguyên, một trong những nơi mà tiêu thụ máy cắt cỏ gần như là nhiều nhất Việt Nam. Ở trong Tây Nguyên thì các bạn cũng biết rồi, hồ tiêu rồi là cà phê rồi sầu riêng, cây trồng rất là nhiều. Và nhu cầu sử dụng máy cắt cỏ công suất lớn để phục trước cũng rất là nhiều. Do đó những cái sản phẩm này chất lượng tốt, bên mình tự tin luôn đẩy vào toàn thị trường Tây Nguyên thôi. Rất nhiều bác liên hệ Điện Máy Bình Sơn bảo là liên sau khi xem video về máy cắt cỏ Reload của Điện Máy Bình Sơn thấy rất ok, chất lượng tốt, thấy mức giá cực kỳ hợp lý. Sau khi xem sản phẩm này và tìm những cái cửa hàng xung quanh gần nơi các bác đấy ở thì không có sản phẩm này, chỉ phải liên hệ với Điện Máy Bình Sơn chuyển từ ngoài miền Bắc vào. Tuy hơi xa và với niềm tin tuyệt đối vào Reload 543, các bác vẫn chấp nhận chuyển từ 2 đến 3 ngày. Đây là những cái đơn hàng mà mình đang đóng nhá. Còn những đơn hàng này đóng xong rồi này. Đây, con này thì về Quảng Trị Đông Hà này. Con này là về Đồng Hỷ Thái Nguyên này. Em này thì về cái gì đây? Tây Ninh Trảng Bàng này. Đơn hàng thật luôn nhá, không đơn ảo đâu. Đây này. Con này về Lâm Đồng Đức Trọng này. Đây con này về Sóc Trăng này, Long Phú này. Đấy, những cái đơn hàng đi khắp nơi và vào khu vực Tây Nguyên rất là nhiều. Do là các bác tìm những cái cửa hàng xung quanh không có, do đó thì phải chuyển từ ngoài miền Bắc nhiều. Thôi, trong tương lai bên mình sẽ cố gắng đưa những sản phẩm của Điện Máy Bình Sơn tới gần với khách hàng hơn. Tức là các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở ngay gần nhà những cái dòng sản phẩm của Điện Máy Bình Sơn đang bán để các bạn có thể mua dễ dàng hơn trong việc các bạn mua ngắn, không phải đợi chờ thời gian lâu. Thứ hai nữa là sau khi sử dụng có vấn đề gì các bạn mang ngay lại những cái cửa hàng gần, nó sẽ rất tiện. Đấy, đó là những cái mục tiêu của Điện Máy Bình Sơn đang hướng đến, là làm sao mang những cái sản phẩm này đến các cái cửa hàng, làm sao đến gần các bạn nhất. Rồi, nói lại về con Reload 543 này đi, để nếu anh em nào mà chưa xem về con này thì qua video này có thể biết được luôn nhá. Đây các bạn có thể thấy được vì quy cách đóng gói này giống hệt cách đóng gói của Husqvarna đúng không? Rồi, phụ kiện này thì các bạn có thể thấy được tay lái này, dây đeo loại chất lượng rất tốt đúng không? Toàn những cái đồ cao cấp bên mình đã tích hợp trên chiếc máy này, máng chắn này. Can đong này, can pha này, loại can đẹp nhá, không phải loại can lởm đâu. Đây, kính mắt này, chỉnh này, ngay kể cả cái T27 này nhìn xịn nhở. T27 này y hệt T27 của Estin luôn. Đầu này hoa thị T27 nhá, chiều dài này 19, đầu này là 7,5. Một đầu 17, một đầu 19, cực kỳ ngon. À, một đầu 13, một đầu 19, cực kỳ ok luôn. Đến cái tool kit của nó đã làm trau chuốt như thế rồi thì anh em thấy biết về chất lượng của nó như nào. Một cái mâm cước auto à, tay trái này, độ dày của ống cần này, độ dày ống cần này cực kỳ dày luôn. Đây về đầu máy này các bạn thấy nó còn đóng. Trước khi đến đầu máy nhá, các bạn thấy nó có cho theo các bạn một con dao này. Dao này không khác gì dao của Husqvarna luôn. Mình chưa cần nói đến chất lượng máy, chúng ta nhìn cái mức độ hoàn thiện rồi mức độ chỉnh chu trong cái những cái phụ kiện của các bạn biết rồi. Đây đầu máy này nó đóng này, đẹp chưa? Đấy. Không phải con ha khát mẹ khen hay đâu. Mình cũng đã có video, nhiều video rất là khách quan so sánh trước này với Husqvarna 541 rồi. Đấy, bộ hơi 9TH, khuôn thứ 9. Toàn bộ hệ ốc sử dụng trên máy là ốc T27. Có keo chịu lực ốc luôn, nên các bạn sử dụng thời gian không giờ sợ bị long ốc luôn. Đối với con này đấy, T27 hết luôn. Quy trình lắp ráp cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài cái việc sử dụng chi tiết phụ tùng tốt thì cái khâu lắp đặt lắp ráp cũng cực kỳ quan trọng đúng không? Các bạn thấy xe vụ xe SH nhập khác, FH Việt nó khác đúng không? Quy trình họ lắp ráp rất là ok. Các bạn để ý này, những cái tiểu tiết này mình mách cho các bạn để các bạn lưu ý nhá. Những cái vết sơn này các bạn biết ý nghĩa là gì không? Tức là họ đánh dấu không bao giờ quên bước. Tức là khi mà ông đã kiểm tra côn chưa, sau khi kiểm tra côn thì ông đánh dấu vào.
ông đã lắp ốc, bắn ốc chưa, siết ốc xong thì ông đánh dấu vào để những cái công đoạn sau nó không bị sót, tức là nó làm theo dây chuyền ấy, từng công đoạn, từng công đoạn, từng công đoạn. Và để đánh dấu là cái công đoạn này đã thực hiện rồi thì nó sẽ đánh dấu vào. Và đến công đoạn sau, đấy các bạn thấy tất cả các cái ốc ở trên máy này siết đều cực kỳ đúng lực. Thứ hai nữa là các cái vết sơn này là thể hiện là đã kiểm tra cái khâu này và không bị sót một khâu nào trong quá trình lắp ráp lên cái máy. Đấy, ngoài cái chất lượng chi tiết tốt, cái khâu lắp đặt cũng rất quan trọng, lắp ráp rất quan trọng nhá. Đấy, bộ e này. Nếu anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Bác nào mà đại lý muốn nhập điện hàng Điện Máy Bình Sơn về bán thì tất nhiên liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số máy chúng tôi để ngay bên dưới. Các bạn có thể thấy những cái đơn hàng như thế này. Bên Điện Máy Bình Sơn sẽ hướng đến cái việc mà làm sao mang sản phẩm đến gần với cả người tiêu dùng hơn bằng cách là tìm những cái đối tác ở các tỉnh, những cái đối tác uy tín, những cái đối tác là những cửa hàng chuyên nghiệp, tức là họ phải biết sửa thì bên mình mới cung cấp. Bởi vì những cái đơn vị mà chỉ bán thôi, họ không biết sửa thì vô tình chung mà cung cấp cái dịch vụ cho các bạn người tiêu dùng sẽ kém. Đấy, bên mình sẽ chọn lựa những đối tác nào uy tín chuyên nghiệp, bên mình sẽ cung cấp sản phẩm vào những cái khu đại lý đó, thì các bạn ra những đại lý đó các bạn mua gần tiện dụng, và giá thì các bạn biết rồi, mình sẽ niêm yết cái giá bán lẻ luôn để cho đại lý bán chỉ được bán theo giá của Bình Sơn thôi, thậm chí có thể rẻ hơn Bình Sơn một chút để lấy lòng khách. Đấy là cái bên mình hướng đến. Và tất nhiên rồi, với những cái giá bán lẻ mình đã công khai như thế này rồi thì không đại lý nào có thể bán theo kiểu sập xí sập ngầu được, không có thể nào mà chặt chém được khách hàng, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm vào sản lượng sản phẩm của Reload nhá. Chất lượng của Reload đã miễn chê rồi đúng không? Còn cố gắng làm sao có cái quy trình bán hàng rồi các đại lý bán hàng uy tín nữa để cùng nhau xây dựng lên những dòng sản phẩm chất lượng tốt giá thành hợp lý. Tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm, nhớ đăng ký like và subscribe kênh. Khách hàng ở những khu vực miền trong nếu mà ra những cửa hàng mà tìm không có những sản phẩm này của Điện Máy Bình Sơn thì có thể liên hệ trực tiếp với Điện Máy Bình Sơn, bên mình sẽ chuyển vào cho các bạn, rồi bên mình sẽ cố gắng làm sao hợp tác rất nhiều đại lý uy tín để mang sản phẩm đến gần cho các bạn hơn, để các bạn dễ dàng mua hơn và dễ dàng bảo trì sau khi sử dụng hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.